Guys, video này cô giáo sẽ hướng dẫn cho các bạn năm nay chuẩn bị thi vào lớp 10 và một số kiến thức về liên từ như sau nha. Về kiến thức liên từ như buổi hôm trước thì cô giáo có nói rồi. Ví dụ như một số cấu trúc như although này, hay là even though, đúng không ạ? Hay là though thì sẽ cộng với mệnh đề. Mệnh đề là gì? Là chủ ngữ và động từ đi kèm, đúng không ạ? Nghĩa của nó là mặc dù. Nó sẽ tương ứng với cái thằng đó là in spite of, hay là despite, sẽ cộng với danh từ hoặc là verb ing theo phía sau, nghĩa cũng có nghĩa là mặc dù. Rồi, ở cái câu này thì như thế nào? Tôi hầu như là bị trễ cái chuyến bay này bởi vì là gì? Phải xếp một hàng dài ở trong cái cửa hàng là miễn thuế, đúng không ạ? Duty free shop là cửa hàng miễn thuế. À, ở đây là bởi vì, đúng không ạ? Chúng ta thấy xuất hiện hai trường hợp, đó là từ since hay từ as. Nó sẽ bằng từ because. Ở video trước cô giáo có hướng dẫn rồi đúng không? Là bởi vì, đúng không ạ? Nó sẽ cộng với chủ ngữ và động từ. Còn tuy nhiên thì nó sẽ bằng từ because of hay là due to các bạn nhé. Because of hay due to sẽ cộng với danh từ hoặc là verb in. Thì lúc này các bạn nhìn thấy nhá, ở đây là chủ ngữ đúng không ạ? Đây là động từ. Chúng ta loại đi, được chưa ạ? Chắc chắn không phải là A hay là C rồi thì đáp án đúng sẽ là B. Since ngoài ra có nghĩa là từ khi thì có nghĩa là bởi vì, được chưa ạ? Rồi, câu số 2 nhá. Tôi muốn gì đấy ạ? À, tôi muốn được chỉn chu. Gì đấy ạ? À, những người khác nghĩ những điều tốt đẹp về tôi. Ở đây chúng ta thấy nhá, chủ ngữ và động từ đúng không? Nếu chủ ngữ và động từ như buổi trước thì cô giáo đã nói về cấu trúc in order to, so as to bằng nhau. Đúng không ạ? Nó sẽ cộng với động từ nguyên mẫu, đúng không ạ? Chỉ mục đích. Tuy nhiên thì để chỉ mệnh đề thì chúng ta sẽ dùng so that cộng với S cộng với V, được chưa các bạn? Nên đáp án đúng sẽ là C. Rồi, câu số 3 như thế nào đây? Chấm chấm chấm. Cô ấy còn trẻ nhưng mà cô ấy đã tự lập được rồi, đúng không ạ? À, là mặc dù cô ấy còn trẻ nhưng cô ấy đã tự lập được chưa? Nên đáp án đúng của chúng ta sẽ là A nhé. Rồi, tôi đã gặp Gil. Tôi đã làm vườn với anh ấy trong vòng gần 10 năm, đúng không ạ? Được chưa? Thì cái câu này là gì? À, ngay khi hả? Sau khi hay như thế nào đây? Trước khi, đúng không ạ? Chúng ta có cấu trúc đó là before đi với thì quá khứ đơn và vế còn lại sẽ là thì quá khứ hoàn thành. Các bạn lưu ý cái này nhé. Cái này cái gì nó cũng mang tính tương đối thôi đúng không ạ? Một vế là đi với before sẽ chia với thì quá khứ đơn, còn vế còn lại sẽ đi với quá khứ hoàn thành hay là quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Được chưa? Khi nào dùng quá khứ hoàn thành và khi nào dùng quá khứ hoàn thành tiếp diễn thì nó lại là một cái chương cụ thể của cô giáo ở phía sau. Các bạn nhớ theo dõi các cái video của cô giáo để học hỏi nhiều bài học hay ho tiếp theo nha. Rồi, đáp án đúng sẽ là đi, được chưa ạ? Rồi, câu số 5. Cấu trúc của after. After sẽ đi kèm với thì quá khứ hoàn thành. Nó ngược lại với before một chút xíu, được chưa ạ? Quá khứ hoàn thành và vế còn lại của nó sẽ là thì quá khứ khứ đơn, được chưa ạ? Có nghĩa là sau khi mà anh ấy kết thúc cái việc học của mình thì anh ấy sẽ đi Mỹ, được chưa? Nên là đáp án đúng sẽ là C. Rồi, câu số 6. Bạn sẽ không bao giờ đoán được điều gì đã xảy ra, được chưa? Ngay khi mà tôi ra khỏi phòng của mình, được chưa? Tôi ra khỏi phòng của mình. Nên đáp án đúng sẽ là B, as soon as, là ngay khi. Ok. Rồi, câu số 7. Chấm chấm chấm. Chúng rất là đắt đỏ và chúng mãi mãi và không bao giờ bị lỗi thời. À, chúng sẽ kéo dài mãi mãi và không bao giờ bị lỗi thời. Mặc dù, đúng không ạ? Mặc dù chúng đắt đỏ nhưng mà chúng sẽ kéo dài mãi mãi và không bao giờ bị lỗi thời. Được chưa? Chắc đây là một món hàng xa xỉ. Ok, câu số 8. À, cô ấy quay về và sống với mẹ của mình. Chấm chấm chấm. She did not earn money. Cô ấy không kiếm đủ tiền để sống nhà riêng, có nghĩa là không có dư để sống ở ngoài, nên là vì vậy đã sống quay về sống với mẹ. Thì ở đây là gì ạ? À, mặc dù, chắc chắn là không phải là mặc dù rồi đúng không ạ? Để mà cũng không phải là để mà, cũng không phải chỉ mục đích. À, chắc chắn là bởi vì cô ấy quay về sống với mẹ của mình là bởi vì là không kiếm đủ tiền. Được chưa? Rồi, câu số 9. Họ đang lái xe đến Đà Lạt. Gì đấy ạ? À, họ gặp một vụ tai nạn, đúng không ạ? Caught an accident. Gặp một vụ tai nạn. Họ một hành động đang diễn ra và một hành động khác xen ngang. Một hành động chia verb in với thì quá khứ nhé. Và một hành động khác xen ngang thì chúng ta sẽ dùng với when. Cái hành động xen ngang chính là vế thì với when là thì quá khứ đơn. Được chưa ạ? Nhá. Nên đáp án đúng sẽ là A. Câu số 10. Cô ấy buồn ngủ, asleep là buồn ngủ. Và tên trộm đó gì đi ạ?
À, tên chỗ nó đột nhập vào và ăn trộm đi cái túi của cô ấy, được chưa? Trong khi hay là để mà buồn ngủ, không phải về buồn, bởi vì because of lúc này nó có hợp lý về mặt ngữ pháp không ạ? À, không, because of cộng với verb in hoặc là danh từ, đúng không ạ? À, khi mà cô ấy buồn ngủ, được chưa ạ? Theo là một phần viết lại câu, đây cũng là một phần khó trong tất cả các kỳ thi đối với các bạn. Rồi, cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn làm như sau nhé. Anh ấy đã ra khỏi trường bởi vì là gì đấy ạ? À, anh ấy rời khỏi trường vì là cuộc sống của anh ấy rất là vất vả, đúng không ạ? Chắc là không đi học nữa. Ở đây chúng ta thấy nhé, because có chủ ngữ, đúng không ạ? Có động từ to be, đấy chưa ạ? Verb to be, đúng không? Nếu như mà ở đây chúng ta thấy verb nhé, thấy verb cho cô giáo thì khi chuyển sang cái dạng danh từ hoặc là verb in thì chúng ta hãy dùng ngay verb in cho cô giáo, đấy chưa? Thì lúc này sẽ là gì? À, chúng ta lấy ngay cái động từ was thành là to be, là dạng nguyên mẫu của từ be, nhưng sang dạng verb in thì nó sẽ là gì? À, being gì đấy, viết ngay lại cái từ hot, being hot, đúng không ạ? Phải being hard his life, bởi vì anh ấy gặp khó khăn trong cuộc cuộc sống nên là gì đây, nhớ là phải có dấu phẩy cho cô giáo nhé. He left school. Ok, rồi câu số 2 cho nó thành công trong kỳ thi của mình bởi vì sự chăm chỉ và làm việc có khoa học, có phương pháp cụ thể, đúng không ạ? Ở đây người ta đang dùng giữa cụm danh từ, đúng không ạ? Tính từ cộng với danh từ nó sẽ tạo thành là cụm danh từ noun phrase, được chưa ạ? Và lúc này người ta bắt các bạn chuyển từ là cụm danh từ về dạng chủ ngữ và động từ, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chuyển như thế nào cho cô giáo nhé. Rồi, ở đây các bạn thấy này, từ hard vừa là tính từ vừa là trạng từ, đúng không ạ? Từ methodical, methodical nó là tính từ đi với danh từ, thì lúc này chúng ta sẽ chuyển từ tính từ đi với danh từ thành động từ cộng với trạng trạng từ, đúng không ạ? Thì sẽ là gì đây, các bạn nhìn thấy nhá, success là quá khứ, đúng không ạ? Nên là từ work chúng ta cũng chuyển về quá khứ cho cô giáo, sẽ là because, lấy nguồn chủ ngữ chính là John, John thì đây worked thêm ed vào, đúng không ạ? Hard and the and methodical, trạng từ thì như thế nào, thêm đuôi ly sau tính từ, đúng không ạ? Phải he gì đây, he succeeded in his exam, dễ không? Ok, bạn nào mà thấy dễ thì hãy follow cô giáo ở các cái video nhé. Rồi, câu số 3. Chúng tôi không muốn đi ra ngoài bởi vì là trời mưa nặng hạt, đúng không ạ? The heavy rain, đúng không ạ? Heavy đây là tính từ cộng với danh từ. Lúc này chúng ta sẽ chuyển về gì? Động từ cộng với trạng từ. Nhớ cái công thức này cho cô giáo. Tính từ cộng với danh từ sẽ chuyển về động từ cộng với trạng từ nếu như viết ở dưới dạng mệnh đề. Được chưa ạ? Rồi, because gì đây? À, it rained. Nhớ là chia động từ theo thì nha, đúng không? Heavily. Đổi y dài thành y ngắn, thêm đuôi ly, được chưa? Because it rained heavily, phải we didn't want to go out. Được chưa? Rồi. Câu số 4 thì như thế nào? Although chủ ngữ động từ đây, mặc dù có, lúc này các bạn thấy cái từ hát là động từ chính, đúng không ạ? Nó giống như câu số 1 không các bạn? Câu số 1 ở đây là to be thì chúng ta chuyển thành being. Còn từ hát đây, khi mà trước khi chuyển thành verb in thì các bạn biến thể nó thành dạng động từ nguyên mẫu và thêm in. Được chưa? Because despite having much experience in machinery. Phải viết lại thôi, đúng không ạ? Để nhìn thấy dễ phân biệt trước là viết vế nào trước viết vế nào sau thì các bạn nhìn các cái liên từ kết hợp với nó coi nó nằm ở đâu. Được chưa? Các bạn lưu ý cho cô giáo phần này nhé. Rồi ở đây chúng ta thấy in spite of ở đây đúng không? Though ở đây chắc chắn đúng là chúng ta viết vế này trước. Mặc dù là trời tối nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm việc, đúng không ạ? Trời tối, trời là it. Ở đây darkness là danh từ, đúng không ạ? Khi chuyển sang tính từ sẽ là gì? Dark. Tại sao cô giáo không chuyển sang động từ nữa? Bởi vì là chúng ta thấy nhá, ở đây người ta nó có mạo từ cộng với danh từ, đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta chỉ chuyển về chủ ngữ cộng với to be cộng với tính từ thôi nhá. Được chưa? Nó phù hợp nhất, đúng không ạ? It was gì đây? It was dark. Tại sao cô giáo dùng quá khứ? Bởi vì là continue là quá khứ, đúng không ạ? They continue to work. Được chưa các bạn? Rồi. Được chưa? Câu số 6. Họ trì hoãn chuyến đi bởi vì là gì, điều kiện lái xe rất là tệ, không được tốt lắm, đúng không ạ? À, ở đây chúng ta thấy because ở đây
because of chắc chắn chúng ta viết vế này trước, đúng không ạ? Ở đây lại xuất hiện to be, đúng không ạ? Thì lúc này sẽ dùng là gì? Being bad, driving condition, bởi vì điều kiện lái xe không được tốt nên là we postponed our trip, đúng ạ? Được chưa nhá? Rồi câu số 7 thì như thế nào? À, because ở đây đúng không ạ? Because of ở đây thì chúng ta sẽ dùng gì? À, being polluted, phải gì? The water, viết lại cho đến chữ drink, đúng không ạ? Các bạn nào xem các cái phần viết lại câu của cô giáo mà biết viết chưa? Rồi ok, đến phần tiếp theo. Bài tiếp theo đây cũng là một bài viết lại câu, nhưng mà các cái liên từ người ta cho ở trong mục đơn và bắt các bạn viết cho phù hợp bài này nó sẽ khó hơn, đúng không ạ? Nhưng mà nó cũng không thể làm khó được các cái học trò của cô giáo. Sẽ là gì đây? À, chúng ta thấy despite đúng không? Thì chúng ta bê ngay ô dâu ra đường phía trước cho cô giáo. À, đúng chưa? Her, tân ngữ là her, tính từ sở hữu là her, đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta biến tấu her thành gì? Thành she là chủ ngữ. Đấy chưa? Dislike nó vừa là động từ, nó vừa là danh từ. Thì lúc này chủ ngữ là she thì dislike sẽ thêm s, đúng không ạ? For coffee, câu này rất là dễ vì người ta đã cho sẵn rồi. Đấy chưa ạ? Rồi. Các bạn đã hiểu câu số 1 của cô giáo chưa? Rồi đến câu số 2 nhá. Các bạn thấy từ even though ở đây đúng không? Chắc chắn là chúng ta cứ đặt ở đầu câu cho dễ viết. Đấy chưa ạ? Inspire gì đây? Inspire of gì đây? She, lúc này các bạn nhìn thấy ở cái giống cái câu trên không? Thì sẽ là her gì? Her dislike lying, phải Mary gì? À, viết lại thôi đúng không ạ? Chúng ta có thấy dễ không ạ? Rồi câu số 3 thì sẽ là như thế nào đây? In spite of ở đây đúng không? Thì chúng ta sẽ đặt ô tô ở đây trước, đặt ở đây trước đi đúng không ạ? Macy's sunnies. Rồi ở đây là danh từ đúng không ạ? Đuôi nis là danh từ thì lúc này chúng ta sẽ chuyển thành gì? À, chúng ta sẽ chuyển thành là chủ ngữ cộng với to be ở đây là was nha. Cái phải s đây này là gọi là gì đấy ạ? À, sở hữu, có nghĩa là cái sự buồn bực của cái cô Maxi này, được chưa? Ở đây là động từ chưa quá khứ nên lúc này cô giáo sẽ dùng là was, được chưa? Was sad at losing the contest, đúng không ạ? Chúng ta viết lại thôi, được chưa? Rồi câu số 4 của cô giáo thì như thế nào đây? À, từ đâu đặt ở đây đúng không? Thì các bạn cứ đặt từ despite ở ngay ở giữa nó luôn cũng được. Thì sẽ là we took many gì? Many pictures. Thì đây despite gì? Being cloudy sky. Đúng không ạ?